Xin chào các bạn đã trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ trồng lại củ thực dược để làm giống cho cái vụ tới này. Thì bây giờ mình sẽ trồng để cho các bạn xem. Đây trên tay mình đang cầm một cái chùm thực dược này, mình vừa mới đào ở vườn lên các bạn nhé. Lúc này mầm rất là đẹp. Nếu mình mà không đào lên thì mình để vườn mà gặp mưa nhiều nó hay bị thối. Thì bây giờ mình sẽ đem ra cái khu vườn ươm để mình trồng làm cây mẹ. Đây là một cái khu vườn mà mình đã làm mái tre để mình che để mình trồng cái cây mẹ vào đây để mình làm cây giống các bạn nhé. Đây mình làm bằng cái vòm sắt 6 này các bạn này, sắt 6 mình quấn thành vòm này. Phía trên này mình dùng ni lông đen các bạn nhé. Mọi năm là mình dùng lưới này, dùng ni lông trắng này. Thì năm nay thôi mình dùng luôn cái ni lông đen này các bạn ạ. Loại này là rất là dày các bạn ạ. Mưa gió là không bị rách được các bạn ạ, mà lắng nó không có bị lắng các bạn ạ. Đây, mình dùng cái ni lông đen mình che này. Đây, đất thì mình đã chuẩn bị rồi đây các bạn. Thực ra cái đất trồng cái hoa thực dược này, lúc này trồng làm cây mẹ thì mình cũng không trộn phân gì đâu các bạn. Đất không nữa các bạn ơi. Thì mình tí gửi nó vào đây để cho nó lên mầm để xong mình cắt mầm thôi. Thì khi mà rễ nó ra lại rồi mà nó xanh tốt rồi thì lúc đó mình lại bón sau các bạn. Thì lúc này mình cứ đào những cái hố như này. Mình một cái luống này rộng 1 mét, mình trồng hàng ba các bạn nhé. Tức là mình trồng ba chùm củ trên một cái hàng ngang này. Thì đây những cái củ lúc này là mầm nó đang như thế này rồi, rất đẹp rồi các bạn. Mình cứ thả vào đây thôi, mình lấp đất qua mà là được rồi các bạn. Cũng không cần cầu kỳ đâu, mình cũng không cần phải dùng phân gì đâu. Đây những cái mầm này, lúc này rất đẹp các bạn. Mình đưa vào đây mình ký gửi vào trong này để cho nó mưa gió nó khỏi bị thối thôi. Thì khoảng độ tháng 1 tháng 2 tháng nữa thì khi khí hậu của miền Bắc này nó mát thì lúc đó là mình sẽ cắt những cái mầm này. Thì mình dâm mình nhân giống mình trồng cho cái vụ hoa sớm hoa Tết. Nên lúc này phải cần có một cái vườn cây mẹ các bạn nhé. Mình cái trồng này thôi, không cần phân cần viết gì đâu. Thì sau một thời gian là nó sẽ ra rễ và nó sẽ phát triển thành cây. Đấy, trồng nó rất là đơn giản đấy các bạn. Đất này mình cũng chẳng có phân, chả có chấu gì, đất không thôi. Quan trọng là phải che được cái mái che ở trên này. Nếu mà nó mưa là nó sẽ bị thối củ các bạn nhé. Vì cái củ mùa này là nó cũng trải qua bao nhiêu tháng nằm dưới đất rồi. Lúc này là mình di chuyển sang cái chỗ này để mình để tập trung vào đây để mình làm cái chỗ cây mẹ. Mình mầm rất đẹp các bạn này. Mình trồng vào đây cái là xong nó sẽ ra rễ mới và nó sẽ phát triển thành cái mầm mới. Trong đó mình sẽ dùng con dao lam mình cắt bỏ những cái mầm ấy, để lại vài cặp lá ở dưới để cho nó tạo thành một cái tán nó to. Sau này nó mới cho mình nhiều mầm để mình cắt. Thì nếu mình cứ để nó lên ấy, thì nó lên mấy cây nó cao lêu nghêu thì nó không có mầm mấy đâu. Khi cái mầm của cây nó cao độ 20 cm hoặc 15 cm thì mình cắt bỏ cái ngọn đi để mình tạo cho nó thân nó ra nhiều những cái lách lá. Thì để mình sau này mình sẽ cắt những cái ngọn mà nó sẽ được nhiều hơn. Đấy, trồng rất đơn giản thôi các bạn. Để các bạn cứ che mưa cho mình, đừng để mưa gió nó ướt. Cái loại này ví dụ mưa độ 5-7 ngày là nó uống nước là nắng to là hay bị thối nha các bạn nhé. Đấy, video của mình đến đây là hết nhé. Nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình nhé. Tiếp theo thì mình sẽ lại cho ra những cái video về trồng hoa. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.